Namaskar, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với mật mã âm nhạc hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đã biết tới những cái lợi ích của bộ môn yoga đã mang lại cho chúng ta về sức khỏe thể chất cũng như là sức khỏe về tinh thần rất là tốt. Và khi luyện tập bộ môn này thì chắc chắn là chúng ta có được một cái tinh thần, một cái năng lượng rất là tốt để có thể tái tạo lại trong những cái cống hiến, sáng tạo, lao động, vân vân. Thế và như chúng ta cũng đã biết là trong yoga thì có một số những cái trường phái chính mà trong một cái chương trình trước đây Tiến Mạnh cũng đã từng được giới thiệu với quý vị và các bạn. Nhưng bản chất của những cái trường phái yoga vẫn có những cái điểm chung, đó là chúng ta luyện tập những cái động tác asana để có thể là bồi bổ, tăng cường cái sức khỏe cho cơ bắp, rồi là chúng ta thực hành những cái câu mantra Ba Ba Nam Kevalam, một cái câu mang một cái năng lượng về tình yêu thương rất rộng lớn dành cho tất cả các hành giả cũng như là cho tất cả những cái những người mà có một cái tinh thần về tinh thần yoga. Một cái điều thứ ba là nó là bản chất của bộ môn yoga, đó chính là thiền. Thiền để đi tới giải thoát. Giải thoát ở đây nó có những cái ý nghĩa bao hàm rất là rộng lớn, nhưng tóm lại là cái bộ môn yoga mang lại cho chúng ta một cái năng lượng rất là tích cực ở trong đời sống hàng ngày. Trong khi mà luyện tập yoga thì quý vị và các bạn cũng đã biết có những cái hoạt động ví dụ như nhảy kirtan. Nhảy kirtan thì chắc chắn quý vị và các bạn thấy là đây là một cái hoạt động rất là lành mạnh, rất là sôi nổi và rất là ý nghĩa của cái hoạt động này. Như chúng ta đã biết, nhảy kirtan hay còn gọi là hát kirtan hoặc là múa kirtan thì nó cũng đều là chung một cái bản chất. Cái việc mà chúng ta hát kirtan thường được diễn ra trong cái phần đầu của mỗi buổi tập yoga trước khi bước vào thiền định. Cái việc hát kirtan trong yoga nó mang lại cho chúng ta những cái năng lượng hết sức là tích cực. Cái động tác trong hát kirtan rất đơn giản. Một là khi chúng ta giơ tay cao lên và ngửa cái bàn tay lên phía trước thì nó có ý nghĩa là chúng ta đón cái năng lượng tiên thiên ở trong vũ trụ vào cái bàn tay này. Thế hoặc là chúng ta chắp tay thập ấn và giơ lên chân cao thì nó tạo nên một cái vòng tròn khép kín để bảo tồn cái năng lượng của chúng ta. Và cái động tác là khi chúng ta nhấc cái bàn chân lên để vỗ các cái đầu ngón chân xuống sàn nhà. Cụ thể là 10 đầu ngón chân được vỗ xuống sàn nhà như vậy thì nó có một cái tác dụng là thông khí từ trên đỉnh đầu theo dọc cột sống đi xuống cả dưới bàn chân. Cái khí huyết của chúng ta được lưu thông từ trên đỉnh đầu cho đến các cái mũi chân. Và như chúng ta đã biết ý, trong cái liệu pháp túc huyệt ý, thì những cái đầu ngón chân nó đều là những cái huyệt đạo rất là cơ bản, nó liên quan đến các cái huyệt và những cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta, đặc biệt là cái bộ phận về nội tạng rồi mắt tai vân vân. Như chúng ta đã biết, trên thế giới rất là phổ biến những cái bài hát dành cho yoga và nó trở thành một cái hệ thống hết sức là đồ sộ. Quý vị chỉ cần đánh chữ Ba Ba Nam Kevalam trên mạng thì rất nhiều những cái bài hát do các đà đa, do các ba ba rồi là những hành giả yoga có thể tự sáng tác và tự hát. Và Tiến Mạnh cũng nghĩ rằng tại sao mình không sáng tác một chùm bài hát dành cho hát kirtan, dành cho những hành giả yoga. Và chính vì vậy cái ý nghĩ đó đã thôi thúc khiến Tiến Mạnh có một cái cảm xúc là sẽ sáng tác, và Tiến Mạnh đã sáng tác được một chùm những cái bài hát dành cho hát kirtan trong yoga và sẽ lần lượt xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Và trong chương trình hôm nay thì Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị các bạn bài Ba Ba Nam Kevalam dành cho hát kirtan trong yoga, một cái bản đầu tiên là số 1. Hy vọng là các bạn có thể sử dụng cái bản này, nó giống như một cái đường dẫn khi các bạn hát kirtan và hòa theo cái giai điệu trong cái bài hát do Tiến Mạnh sáng tác để trước khi bước vào cái buổi thiền định của mình. Thưa quý vị, cũng xin giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, bản chất của những cái bài hát kirtan trong yoga là những cái bài có những cái giai điệu hết sức là đơn giản, những cái câu hát được lặp đi lặp lại và những cái tiết tấu cũng hết sức là đơn giản. Nó dành cho tất cả các hành giả. Khi mà chúng ta có thể nghe được một hai lần là chúng ta có thể thuộc được ngay. Đó cũng chính là cái bản chất của những cái bài hát ở trong yoga. Và cái câu Ba Ba Nam Kevalam nó chính là một cái năng lượng về tình yêu thương rất là rộng lớn dành cho tất cả.
chúng ta dành cho tất cả con người cũng như là mọi loài vật có mặt ở trên trái đất này. Và xin chúc quý vị và các bạn có một buổi thực hành yoga thật là hiệu quả. Và sau đây thì Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị cái bài Kirtan số 1 có tên là Babanam Kevanam for Kirtan Namo Ban. Ba Ba Nam Ke Ba Nam.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi Tiến Mạnh đã giới thiệu với quý vị và các bạn một cái bài hát kirtan dành cho luyện tập yoga, một cái điệu nhảy kirtan khi mà chúng ta khởi động cho một cái buổi thiền, nó như một cái hình thức dẫn thiền. Và tác phẩm này thì nó cũng sẽ mở đầu cho một cái series, một cái chùm ca khúc viết cho yoga mà Tiến Mạnh sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn để phục vụ cho những cái buổi chúng ta hát kirtan, chúng ta tập asana hoặc là chúng ta ngồi thiền. Hy vọng sẽ được quý vị và các bạn sử dụng những cái tác phẩm này. Đây cũng là những cái món quà mà Tiến Mạnh muốn gửi tới quý vị và các bạn, và chúc quý vị sẽ có những cái buổi thực hành yoga thật là hiệu quả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi mật mã âm nhạc hôm nay. Namaskar, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.